yêu tộc rất hiếu chiến, nhưng ưng tộc còn hiếu chiến hơn. Mỗi thành trì trên Thiên Lan Tinh đều có một võ đài thi đấu. Yêu thú lên đài tỉ võ, chỉ cần không gây án mạng thì chẳng có ai quản lý cả. Đám người Hồng Quân lúc này đang ở trong thành trì lớn nhất trên Thiên Lan Tinh. Thành này có 3 võ đài phân biệt dành cho đế cấp, vương cấp và yêu thú phổ thông tỉ võ. Võ đài đế cấp dành cho các yêu đế tranh cao thấp với nhau. Bình thường rất hiếm khi có người thượng đài tỉ võ. Mấy ngàn năm nay may ra cũng chỉ gặp một vài lần. Nói cho cùng thì các yêu đế cũng không thừa hơi để làm mấy việc tỉ võ vô vị này. Chỉ có mấy yêu đế vừa đạt đế cấp vì muốn thể hiện bản lĩnh nên mời bạn bè cũng là nhất nhị cấp yêu đế thượng đài để dương oai với thiên hạ. Võ đài cấp thiên yêu là lớn nhất, hầu như ngày nào cũng có người thượng đài tỉ võ. Nhưng người xem lại chẳng có mấy, đa số đều là vài thiên yêu cùng thượng đài tỉ võ. Ngoài mấy thiên yêu vừa phi thăng thì căn bản cũng không có ai có hứng thú xem mấy chuyện nhạt nhẽo vô vị này. Náo nhiệt nhất chính là võ đài cấp yêu vương. Yêu vương của yêu giới rất nhiều, mỗi tháng trung bình đều có khoảng 4 đến 5 lần có người thượng đài tỉ võ. Yêu vương tham gia thượng đài có thể tự lập lôi đài hoặc cũng có thể mời người khác thượng đài. Tuy nhiên rất ít người lập lôi đài tỉ võ, bởi vì một khi lôi đài đã lập ra thì bất cứ ai chỉ cần là yêu vương đều có thể tham gia lôi đài. Nhưng nếu là mời người lôi đài thì cách biệt đẳng cấp chỉ cao nhất không được quá 3 cấp. Tức là tứ cấp yêu vương thì nhiều nhất cũng chỉ có thể mời lục cấp yêu vương thượng đài mà thôi. Khi bọn Hồng Quân đến thì võ đài yêu vương lúc đó đang tổ chức thi đấu lôi đài. Chủ lôi đài là một lục cấp yêu vương, lôi đài này đã duy trì hơn 1 tháng. Nghe nói đã từng có cửu cấp yêu vương bại dưới tay lục cấp yêu vương này. Các cao thủ cấp yêu vương ở các vùng lân cận Thiên Lan Tinh cũng vì tin tức này mà tụ tập ở đây rất đông. Đứng trên lôi đài là một người trong tay đang cầm thiết bổng, dáng người tuy không cao nhưng trông rất có khí thế, đặc biệt là đôi mắt đầy vẻ tinh anh sắc sảo. Một tháng trở lại đây, lục cấp yêu vương này đã đánh bại 3 cửu cấp yêu vương, hơn 20 cấp bát cấp yêu vương và hơn 100 lục cấp yêu vương. Hiện tại số người dám lên lôi đài tỉ võ không còn nhiều nữa. Hôm nay bất chợt có 2 kẻ không biết tốt xấu cũng hùng hổ lao lên, nhưng trong chớp mắt liền bị đánh bay xuống dưới. Những thiên yêu đứng xem bên dưới đều đang bàn tán về người lập lôi đài. Dường như tất cả đều sớm biết người kia là ai. 500 năm nay hắn lang thang khắp tinh cầu lập lôi đài tỉ võ. Tính cho đến bây giờ, khi hắn đã là lục cấp yêu vương, chưa từng thua bao giờ. Hắn chính là hầu tộc thượng cấp thần thú Thông Linh Thạch Hầu lục cấp yêu vương Tôn Ngộ Không. Kinh thiên tam thập lục côn phải từ trong tranh đấu mà cảm ngộ ra. Tôn Ngộ Không chưa từng được vào truyền thừa cấm địa của hầu tộc, cho nên mới nghĩ ra cách này để tu luyện. Sau 500 năm từ nhất cấp yêu vương thành lục cấp yêu vương, tốc độ tu luyện thật khiến người ta phải kinh ngạc. Sau khi Tôn Ngộ Không đạt tới lục cấp yêu vương thì kiểu cấp yêu thú thông thường không có uy hiếp lớn đối với hắn nữa. Nếu là thần thú thì còn may ra, những yêu thú khác căn bản không phải là đối thủ của hắn. Sự kiện lôi đài ở Thiên Lan Tinh đã thúc đẩy ưng tộc tiểu hoàng tử Lưu Phong đến tỉ võ. Tại Thiên Lan Tinh, duy nhất chỉ có Lưu Phong là thượng cấp thần thú, thất cấp yêu vương. Anh trai của hắn cũng là ưng tộc, thái tử Lưu Hướng đã là nhất cấp yêu đế từ rất lâu rồi. Đến buổi chiều, cũng có một thất cấp yêu vương thượng lôi đài, nhưng tình hình cũng không khá hơn mấy. Chỉ một chốc đã bị Tôn Ngộ Không đánh bay xuống dưới, cả thân người một màu bụi đất lặng lẽ bỏ đi. Ngày thứ hai, ưng tộc tiểu hoàng tử Lưu Phong cuối cùng cũng mở lời khiêu chiến. 3 ngày sau, hắn sẽ thượng đài trực tiếp đuổi Tôn Ngộ Không cút khỏi Thiên Lan Tinh. 3 ngày sau, khoảng đất phía trước lôi đài đã chật kín người đến quan chiến. Đặc biệt, trong đám đó còn có một số yêu đế. Trận tỉ thí giữa hai thượng cấp thần thú quả thực đã khiến cho không ít người quan tâm. Bọn Hồng Quân đã sớm bỏ ra một số tiền lớn để chiếm một vị trí quan chiến tốt trên một tòa tiểu lâu gần lôi đài. Từ chỗ này có thể quan sát rất rõ ràng mọi tình huống diễn ra trên lôi đài. Vì lần tỉ võ này, Lưu Phong đã đặc biệt đến mượn đại ca hắn một bộ cực phẩm yêu khí. Thất cấp đấu với lục cấp nên hắn tràn đầy tự tin có thể đánh đuổi tên cuồng ngạo kia biến khỏi Thiên Lan Tinh. Trong sự mong đợi của những người đến xem xung quanh, mãi đến tận trưa mới thấy Lưu Phong dưới tiền hô hậu ủng của đám gia nhân ưng tộc mò đến. Sau khi lên lôi đài, hắn lập tức mặc cực phẩm yêu khí chiến y lên người, tay khoanh trước ngực, trong tay là thanh cực phẩm yêu khí ưng câu tiễn hắn mượn của người anh.
mắt khinh khỉnh nhìn Tôn Ngộ Không. Nhà ngươi cũng dưng ngoài hơn một tháng, nhưng lại không biết thế nào là đủ, còn muốn tiếp tục lập lôi đài. Ý ngươi muốn Phong thiếu gia của ngươi đích thân ra tay đuổi ngươi đi phải không? Sau này quay về nhất định phải nhớ kỹ rằng người hôm nay đánh bại ngươi ở tại đây là ta, Ưng tộc Lưu Phong. Lưu Phong vừa dứt lời, không khí của đám người đứng bên dưới náo nhiệt hẳn lên. Bọn chúng hơn một tháng nay đã chịu đủ uất ức rồi. Đây là địa bàn của Ưng tộc, đường đường cũng là một phương thế lực của Phi Cầm thế tộc, thế mà lại để cho kẻ khác của Tẩu thú tộc đứng ở đây giễu võ dương oai, không ai đánh bại được hắn, thật là quá mất mặt. Tôn Ngộ Không cười cười, bản thân hắn lập lôi đài này ở đây mãi không đi, cũng chơi đùa với đám yêu vương, mục đích chính là đợi cái tên vừa đứng trên lôi đài to mồm này, Ưng tộc Lưu Phong. Bây giờ mục tiêu đã đến rồi, sau trận này hắn sẽ sang một tinh cầu khác lập lôi đài tiếp. Lưu Phong thấy Tôn Ngộ Không chỉ cười cười mà không thèm để ý đến hắn, nên nhất thời nổi giận, bất chấp quy tắc lôi đài lao đến phát động tấn công. Khi thượng đài tỷ võ thì hai bên đều phải hành lễ với nhau, sau đó mới có thể chính thức giao đấu. Nhưng bản tính Lưu Phong vốn cao ngạo, hắn chẳng thèm để ý mấy thứ quy tắc vớ vẩn đó. Cho dù hắn có đánh chết người lập lôi đài này thì cũng không ai làm gì được hắn cả. Ưng tộc vốn dĩ tốc độ rất nhanh, Lưu Phong lại là thượng cấp thần thú của Ưng tộc nên tốc độ đương nhiên là càng nhanh hơn. Chỉ có mấy tên yêu thú cấp yêu đế là có thể nhìn thấy động tác của hắn gật gật đầu, còn những người khác thì chỉ nhìn thấy tàn ảnh. Lúc này Lưu Phong cùng Tôn Ngộ Không đã giao chiến với nhau được mấy hồi. Vù. Lúc nãy Lưu Phong đã nhận thấy tốc độ của Tôn Ngộ Không không nhanh bằng hắn, nhưng phản ứng thì cực kỳ linh hoạt. Khi Ưng Câu Tiễn vừa đến sát người liền bị Tôn Ngộ Không dùng kim cô bổng chặn lại. Hắn đang muốn tiếp tục tấn công thì phát hiện ra toàn thân Tôn Ngộ Không không có sơ hở nào, đành phải lùi về phía sau chờ cơ hội. Tên tiểu tử nhà ngươi cũng khá đấy, không uổng công ta lặn nội đến đây. Lưu Phong không còn dám khinh thường như trước, lúc này hai mắt dán chặt lấy người Tôn Ngộ Không, hai chân bắt đầu di động, bất cứ lúc nào cũng có thể lao đến công kích. Võ đài vương cấp do tiên đế xây dựng, diện tích rất lớn để tiện cho các yêu vương thi triển thân pháp. Hơn nữa, bốn phía xung quanh đều bố trí cấm chế gia cố. Nếu yêu thú chỉ ở cấp yêu vương thì khó mà phá hỏng được những cấm chế này. Lưu Phong còn đang chần chừ thì Tôn Ngộ Không đã tấn công trước. Tốc độ của Tôn Ngộ Không tuy không bằng Lưu Phong, thế nhưng thân pháp lại quỷ dị khó lường, khiến cho Lưu Phong không thể nào sử dụng tốc độ để đối phó được, mà buộc phải trực tiếp ngạnh kháng. Đùng đùng, hai tiếng nổ lớn vang lên, kim cô bổng của Tôn Ngộ Không đập vào Ưng Câu Tiễn của Lưu Phong. Lưu Phong thừa dịp đó tung một đấm lên người Tôn Ngộ Không. Lần đụng độ này có vẻ như Tôn Ngộ Không là người chịu thiệt. Kết quả cuối cùng chỉ có Lưu Phong là biết rõ nhất. Tôn Ngộ Không mặc dù không mặc chiến giáp, nhưng da thịt hắn thậm chí còn cứng hơn cả cực phẩm yêu khí chiến y một chút. Yêu lực từ cú đấm của Lưu Phong tiến vào trong người Tôn Ngộ Không rồi biến mất. Tuy kim cô bổng bị Lưu Phong dùng Ưng Câu Tiễn tạm thời chặn lại, nhưng tình lực phát ra quá mạnh mẽ khiến cho cánh tay của Lưu Phong lúc này có cảm giác đau ê ẩm. Ngươi hóa bản thể đi, bằng không ngươi không phải là đối thủ của ta đâu. Tôn Ngộ Không lạnh nhạt nói. Đám người quan chiến bên dưới bỗng có tiếng xì xào cho rằng Tôn Ngộ Không đã quá khoác lác rồi. Chỉ có mấy yêu đế đang cho mày kia là phát hiện ra điểm không đúng của Lưu Phong. Thái độ đó của Tôn Ngộ Không đã khiến cho Lưu Phong rất tức giận. Đối phó với ngươi, ta căn bản không cần hóa bản thể đâu. Lưu Phong giận dữ hét lên, Ưng Câu Tiễn nhanh chóng hóa to. Một luồng ánh sáng màu bạc từ đầu Ưng Câu Tiễn phát ra, nhanh chóng bao trùm toàn thân Tôn Ngộ Không. Ánh sáng màu bạc kia lướt qua, Tôn Ngộ Không vẫn đứng nguyên trên lôi đài, nhưng trên người lúc này xuất hiện một kiện tiên giáp. Trong không gian giới chỉ của Tôn Ngộ Không vốn có một kiện thần khí chiến y, nhưng từ trước đến giờ hắn chưa từng mang ra sử dụng. Không tự lượng sức. Tôn Ngộ Không lạnh lùng hét lên, kim cô bổng từ từ giơ cao, kim quang trên thân kim cô bổng tỏa ra ánh sáng chói mắt. Trong mắt hắn lúc này kim quang lấp lánh. Kinh thiên thất thập nhị côn. Cùng với tiếng hô khẽ, vô số côn ảnh bao trùm khắp không gian, bao vây lấy thân ảnh Lưu Phong bên trong đập xuống. Lưu Phong kinh ngạc phát hiện ra rằng côn ảnh này hắn căn bản không thể tránh được, đành đưa Ưng Câu Tiễn ra ngạnh đỡ. Đùng đùng đùng, một loạt âm thanh vang lên. Lưu Phong bị kình lực mạnh mẽ của côn ảnh đánh bật ra mười mấy bước, loạng choạng chỉ còn một bước nữa là bị đánh bay khỏi lôi đài. Lưu Phong sắc mặt đỏ bừng,
Trước bao nhiêu người như thế này, hắn đã gần như không còn chút thể diện nào nữa rồi. Kinh thiên thất thập nhị cô nữ. Hồng Quân mắt sáng lên, mỉm cười gật đầu. Khi còn ở Tử Huyền Phổ, nhị thúc khẩu phí của hắn đã từng dạy hắn kinh thiên côn pháp. Hồng Quân cũng đã từng có thể sử dụng được kinh thiên tam côn. Nhưng hiện tại, Hồng Quân chỉ là nhất cấp kim tiên. Nhiều nhất thì hắn cũng chỉ sử dụng được kinh thiên thất thập nhị côn. Nếu dùng trên người kiếm tiên khôi lỗi thì có thể sử dụng thập lục côn mà thôi. Thật kỳ lạ, sau khi nhị thúc và đại viên hoàng phi thăng thì hầu tộc không còn siêu cấp thần thú nữa. Người kia ở đâu mà học được bộ côn pháp này vậy? Hồng Quân mỉm cười thầm nghĩ, đồng thời cũng hiểu ra rằng Lưu Phong kia sợ là sẽ thua thôi. Một khi lục cấp yêu vương kia sử dụng tam thập lục côn thì Lưu Phong cho dù có hóa thành bản thể cũng không thắng được. Người dùng côn pháp gì vậy? Lưu Phong ngỡ ngàng hỏi. Sở dĩ hắn hỏi như vậy không phải là hắn ngu dốt, mà do hắn đã nhận ra sự phi thường của bộ côn pháp này. Chỉ có điều, theo những gì Lưu Phong đã biết về hầu tộc thì trong hầu tộc không có ai sử dụng loại côn pháp này. Kinh thiên côn pháp, ngươi còn chưa hóa bản thể sao? Tôn Ngộ Không lạnh nhạt nói, đầu gậy chỉ thẳng vào Lưu Phong, tiếp tục nói: ta cảnh cáo ngươi, chiêu sau ta sẽ là tam thập lục côn, ngươi không hóa bản thể e rằng ngươi không đỡ được đâu. Kinh thiên côn pháp, kinh thiên côn pháp ư? Lưu Phong không ngừng suy nghĩ, cố lục lọi trí nhớ. Hắn có cảm giác đã từng nghe qua, nhưng không tài nào nhớ nổi là đã nghe ở đâu. Câu nói của Tôn Ngộ Không khiến Lưu Phong hơi giật mình. Đã có thất thập nhị côn, lại có cả tam thập lục côn. Nếu như uy lực của tam thập lục côn lớn hơn thất thập nhị côn, hắn không hóa bản thể không chừng sẽ chết đứng ở đây mất. Chuẩn bị xong chưa? Kinh thiên tam thập lục côn. Tôn Ngộ Không khẽ hô, nháy mắt kim cô bổng trong tay hóa thành 36 kim bổng. Lưu Phong căn bản không phân biệt được cái nào là thật, cái nào là giả. Côn ảnh còn chưa tới, nhưng hắn đã cảm nhận được áp lực to lớn từ số côn ảnh phát ra. Một tiếng chim kêu vang lên, Lưu Phong cuối cùng đã hóa thành bản thể. Một con đại hắc ưng thân dài chừng vài trượng, miệng không ngừng kêu vang, điên cuồng lao vào giữa đám côn ảnh của Tôn Ngộ Không. Hay, rất hay. Nét mặt Tôn Ngộ Không xuất hiện một tia tiếu ý, hai tay vừa động, 36 kim côn ảnh lập tức hợp làm một. Bổng khí mạnh mẽ đập lên lưng con hắc ưng, Lưu Phong kêu lên một tiếng, yếu ớt ngã nhào xuống đất, hiện thành nhân hình. Tuy cực phẩm tiên khí chiến y đã bị phá nát, nhưng điều làm cho Lưu Phong khiếp sợ chính là một bổng đó đập xuống hắn, có cảm giác cái chết đã cận kề. Nếu không có cực phẩm chiến y ngăn chặn, có lẽ Lưu Phong hắn đã chết ngay trên lôi đài lúc đó rồi. Một mảnh yên tĩnh, chung quanh mọi người chỉ biết trừng mắt há miệng, chỉ thiếu rớt mất hàm dưới. Bọn họ có nghĩ cũng không ra, ưng tộc tiểu hoàng tử Lưu Phong không đến nửa canh giờ đã bị đánh bại, còn bị đánh nát cực phẩm chiến y. Lưu Phong đã bị kẻ mà hắn cho rằng yếu hơn mình đánh bại, giờ chỉ còn biết lâm vào trạng thái kinh khiếp cùng cực, trong miệng chỉ có lẩm bẩm: kinh thiên côn pháp ư? Ở lôi đài có nhiều người như vậy, nhưng chỉ có Lưu Phong là nhận ra kinh thiên côn pháp 36 côn. Tôn Ngộ Không dáng vẻ thoải mái, chuẩn bị rời khỏi lôi đài, đi đến một nơi nào đó tiếp tục lập lôi đài, tiếp tục đi tìm mục tiêu chiến đấu của mình. Bình thường chỉ cần là kiểu cấp yêu đế đã là đứng trong hàng ngũ yêu vương không có đối thủ. Chỉ cần hắn có thực lực của thất cấp yêu vương siêu cấp thần thú thì kiểu cấp yêu vương cũng khó là đối thủ của hắn. Nếu không phải nội quy của nơi này, có lẽ Ngộ Không đã khiêu chiến cả yêu đế cấp bậc. Tôn Ngộ Không chưa rời đi thì trên đài đã xuất hiện một người. Người muốn đấu với ta một trận này không? Hồng Quân khống chế kiếm tiên khôi lỗi, mỉm cười nhìn Ngộ Không nói. Ngộ Không con mắt sáng ngời, chiến đấu rèn luyện hơn một năm nay, Ngộ Không có cảm giác người trước mặt là một đối thủ rất tốt. Ngươi cho rằng ngươi lợi hại hơn gã Lưu Phong kia sao? Tôn Ngộ Không không trả lời Hồng Quân mà hỏi lại. Không đánh thì sao mà biết được, có lẽ cứ đánh là ngươi sẽ hiểu thôi. Hồng Quân cười cười. Cổ Bàn cùng Phượng Hy nhìn lên lôi đài mỉm cười, nhận ra đó chính là Hồng Quân. Nhiều năm qua, đây là lần đầu tiên Hồng Quân chủ động hành động, xem ra tâm lý của Hồng Quân cũng đã đỡ hơn trước rất nhiều. Được, xin mời lấy vũ khí. Ngộ Không gật đầu, hai tay nắm chặt trên kim câu bổng. Kim câu bổng này chính là kim câu bổng do đích thân Hầu Phí cải tạo. Hôm nay chính là thiên thần khí, thế nhưng chính Hầu Phí cũng đã đặt một cấm chế. Khi Ngộ Không chưa đạt tới yêu đế cảnh giới thì chỉ sử dụng được kim câu bổng như thượng phẩm yêu khí mà thôi. Hồng Quân lấy từ giới chỉ của mình ra một hắc bổng. Hắc bổng này năm xưa hắn học kinh thiên nhất côn thì sử dụng bổng này. Ở thần giới
tùy ý chọn lựa cũng là một hạ phẩm thiên thần khí. Ngươi cũng dùng bổng ngư? Hồng Quân dùng hắc bổng làm cho Tôn Ngộ Không cảm thấy hứng thú. Đã 500 năm qua, đây là lần đầu tiên hắn gặp được một đối thủ cũng sử dụng vũ khí giống như hắn. Xem như ngươi dùng kim bổng, còn ta dùng hắc bổng vậy. Hồng Quân gật đầu cười nói. Hồng Quân có mặt trên địa cầu vì không muốn nhìn thấy những ánh mắt không phục trên thần giới nên đã đi đến địa cầu. Còn Ngộ Không sau khi sinh ra thì Hồng Quân đã dùng truyền tống trận rời khỏi địa cầu. Chính vì thế nên cũng không gặp qua Tôn Ngộ Không. Từ địa cầu cũng có nghe tên Ngộ Không nhưng không có liên quan gì cả. Bên cạnh đó, nhiều người trên địa cầu như vậy trùng tên trùng họ là điều dĩ nhiên. Tại Tiên Ma Yêu Giới, nghe tên Tôn Ngộ Không cũng chưa chắc là một người. Được, trước tiên nếm kinh thiên 72 côn của ta. Tôn Ngộ Không cùng Hồng Quân ôm quyền hành lễ. Ngộ Không ngay lập tức xuất kinh thiên 72 côn pháp, nhanh chóng côn ảnh xuất hiện đầy trời. Được, cũng tiếp kinh thiên côn pháp 72 côn của ta đây. Hồng Quân cùng Ngộ Không ngữ khí giống nhau, đồng thời côn ảnh cũng xuất hiện che kín bầu trời, chiêu thức giống như của Ngộ Không như đúc. Vốn mọi người định bỏ đi, nhưng khi thấy trên lôi đài có người xuất hiện, một người thách đấu thì nán lại xem. Bây giờ tận mắt thấy lôi đài chủ và kẻ thách đấu xuất chiêu y hệt nhau, nhất thời đám đông hò hét không ngừng. Mọi người đều hô hào cho Hồng Quân đánh cho Ngộ Không rất đài. Cũng có người bắt đầu tìm hiểu thân phận của Hồng Quân. Bóng ảnh hai người gặp nhau tại không trung, một tiếng động khủng khiếp làm rung động cả thành trì. Âm thanh quá khủng khiếp làm cho thiên yêu cấp bậc phải vận công chống lại. Người như thế nào mà biết kinh thiên côn pháp đây? Người rốt cuộc là ai? Ngộ Không có thể dám chắc người đối diện chính xác sử ra kinh thiên côn pháp, không phải trải qua tập cơ bản thì không thể sử dụng được. Ngộ Không suy nghĩ một lát, sư tôn có nói qua đây chính là truyền thừa của hầu tộc, chỉ có hầu nhân mới có thể sử dụng. Hắn vừa là đồ đệ thứ nhất của hầu phí, tại Tiên Ma Yêu Giới không có người nào có thể sử dụng chiêu này. Ta là ai? Tạm thời ngươi không cần biết, ta thực sự muốn biết từ đâu ngươi học được côn pháp này. Hầu tộc mới có thể học được côn pháp này, mà đặc biệt chỉ có siêu cấp thần thú biến mất hàng ngàn năm rồi mới có thể lĩnh hội được. Ngươi học nó từ đâu vậy? Côn pháp này chính sư tôn truyền cho ta. Ngươi thế nào biết được côn pháp này? Đây chính là truyền thừa chi bảo của hầu tộc. Như thế nào mà ngươi cũng biết vậy? Ngộ Không nhíu mày. Vừa rồi hắn cảm thấy Hồng Quân sử dụng không phải là yêu lực, ngay cả yêu tộc cũng không có khả năng sử dụng kinh thiên côn pháp, nên chính điều này làm cho Ngộ Không nghi hoặc. Sư tôn ngươi là ai? Hồng Quân trong lòng chấn động hỏi lại ngay. Sư tôn ta là... Ngộ Không định nói ra, đột nhiên dừng lại, đưa mắt hỏi. Ngươi là ai? Ngươi cũng chưa nói cho ta biết, ta tại sao lại phải nói sư tôn ta là ai cho ngươi biết? Tốt, rất tốt, chúng ta đánh xong rồi nói chuyện vậy. Hồng Quân ha ha cười. Vừa rồi chính là kinh thiên 72 côn hắn cùng Ngộ Không nhất thời sử dụng ra. Bây giờ tiếp tục chiêu cũ, nhưng Ngộ Không toàn lực xuất ra. Ngay sau đó hắn lui lại vài bước, trên mặt hiện lên sự kinh ngạc, sau đó là sự vui mừng đến kinh người. Được, lại tiếp một chiêu 36 côn của lão tôn. Ngộ Không đang lo không tìm được đối thủ để luyện côn thì vừa lúc Hồng Quân khiêu chiến. Đối thủ vừa mạnh lại biết kinh thiên côn pháp, chính là đối thủ tốt nhất để luyện côn. Ngộ Không làm sao có thể bỏ qua được. Hét lớn một tiếng, kinh thiên 36 côn toàn lực xuất kích. Được, ta tiếp 36 côn của ngươi. Hồng Quân vẫn như trước, côn trong tay biến thành 36 côn ảnh. 36 biến thành 1, 1 biến thành 36, cùng kinh thiên 36 côn của Ngộ Không đối kháng. Bùng! Trận pháp khống chế võ đài đột nhiên rung lên, xung quanh thiên yêu đều bị chấn đảo, yêu vương cũng lung lay hoảng loạn. Sau khi công kích, hai người đều lui lại phía sau một chút. Nhìn cuộc chiến của hai người, các yêu đế cũng nhìn nhau kinh hãi. Một người là lục cấp yêu vương, một người là kiểu cấp kim tiên, với thực lực của họ có thể so với thực lực của yêu đế. Được, thống khoái, lại tiếp kinh thiên 36 côn của ta. Ngộ Không ha ha cười to, 36 côn lại xuất ra, đã lâu hắn chưa từng thấy thoải mái như vậy. Bang bang bang, hai người đều sử ra kinh thiên 36 côn, những người quan chiến xung quanh đều lùi ra xa. Vòng cấm chế trên võ đài của yêu đế bố trí rốt cuộc cũng không chịu được bể nát, vỡ tan tành dưới côn phong, khiến cho một số thiên yêu đang đứng xem chiến bên dưới đã bị thương. Được, tiếp 16 côn của lão tôn. Liên tục đánh ra 36 côn, Ngộ Không chiến ý càng ngày càng cao, rốt cuộc đã sử ra kinh thiên
thập lục côn. Từ trước tới giờ Ngộ Không chưa từng dùng đến kinh thiên thập lục côn. Kinh thiên thập lục côn! Hồng Quân quát nhẹ, bóng ảnh đan xen nhau. Lần này không giống như những lần trước, cùng lực công kích, Ngộ Không bị bay ra khỏi lôi đài. Một số người quan chiến bị dư kình quét qua, ngã lăn ra đất, mãi mới đứng lên được. Người cũng luyện thành 16 côn sao? So với ta mạnh hơn, ta nhận thua. Ngộ Không không có một chút vì thất bại mà uể oải, ngược lại lại hưng phấn vỗ tay thật to. Thực tế là 16 côn hắn chưa có luyện thành, bại vì chưa luyện thành 16 côn thì cũng không quá đáng lắm. Đi huynh đệ, mặc kệ ngươi là ai, nếu ngươi là người lĩnh hội được 16 côn thì chúng ta đã là người một nhà, tìm chỗ nào uống rượu cho thống khoái nào. Ngộ Không kéo Hồng Quân ra ngoài, không đợi cho Hồng Quân đồng ý hay không, kéo hắn đến ngay tiểu lâu uống rượu. Hồng Quân cười khổ, tránh khỏi tay Ngộ Không và chỉ vào một tiểu lâu nói: Từ đã, ta có hai bằng hữu đang ngồi ở một tiểu lâu, hay là chúng ta đến thẳng đó cùng uống? Thế nào cũng được, đi thôi. Ngộ Không ha ha cười lớn, bay về phía tiểu lâu đó, còn Hồng Quân thì bay theo sau. Tên này thật thú vị. Hồng Quân nhăn mũi, lắc đầu đi theo vào. Cho dù Ngộ Không không có nói cho hắn biết, thì hắn cũng đã khẳng định người có thể truyền cho Tôn Ngộ Không kinh thiên côn pháp. Không những thế, Hồng Quân còn biết rất rõ người này. Bốn người một bàn, cũng không biết nên nói gì. Trận chiến của Tôn Ngộ Không và Hồng Quân trên võ đài họ cũng đã chứng kiến. Hơn nữa, chiêu cuối cùng là kinh thiên 16 côn đã khiến không biết Điêu Vương Quan Khán bị thương nhẹ bởi dư kình. Chính 16 côn này đã khiến cho không ít Điêu Vương cảm thấy ớn lạnh. Đó là một thực lực biến thái mà không phải Điêu Vương nào cũng có thể đạt được. Nào, uống nào! Ngộ Không làm một ngụm hết luôn vỏ rượu, sau đó với tay lấy tiếp một vỏ nữa, vừa uống vừa nói chuyện với ba người. Lúc này trên bàn Ngộ Không đã uống hết 18 vỏ rượu. Hồng Quân cùng cổ bàn trước đây chỉ uống bằng chén nhỏ nhấm nháp, nhưng bộ dạng này từ trên bàn xuống đến quán không biết bao nhiêu là vỏ rượu. Tuy nhiên Ngộ Không là con của một gã ma men, nên một chút rượu đó đối với hắn không có cảm giác gì. Tôn Ngộ Không uống liên tục 40 vỏ, trên mặt đã đỏ rực, mới quay sang Hồng Quân nói: Ta nói cho huynh đệ biết, côn pháp ngươi có thể hơn ta, thế nhưng về uống rượu thì ngươi không phải là đối thủ của ta đâu. Hồng Quân cũng không nói gì, hắn hiện đang sử dụng kiếm tiên khôi lỗi để uống rượu thì có cảm giác gì được sao, nên cho dù hắn cố uống hết chỗ rượu ở quán này cũng không là vấn đề gì lớn lao cả. Ngươi chờ một chút. Nói xong thì người hắn biến mất, triệu hoán bản thể của mình, cầm ngay vỏ rượu cạn hết, cũng giống như Ngộ Không, hắn uống hết 40 bình mới dừng lại. Này, đây là... Ngộ Không sửng sốt, người tỉ thí côn pháp với hắn giờ không thấy đâu. Bỗng đâu xuất hiện một người, chỉ là một tên tiểu tử mới nhất cấp Yêu Vương. Trông tên này nhìn mình là biết đang định đấu rượu với mình. Tôn huynh, đây chính là kẻ cùng với huynh tỉ thí, người vừa nãy là phân thân của hắn. Cổ bàn cười cười nhìn Ngộ Không giải thích: Hắn là người đánh nhau với ta sao? Không có khả năng đó, hắn phân thân, thế nào mà phân thân có cảnh giới lại cao hơn bản thể như vậy? Đó là tình huống đặc thù, ngươi cũng không cần phải quan tâm nữa. Phượng Hy vuốt vuốt mũi, nàng đã sớm bất mãn khi Tôn Ngộ Không phá hư hào khí, chỉ từng vò rượu uống. Tôn huynh, ta gọi là Hồng Quân, phân thân của ta chính là một kiện vũ khí. Hồng Quân uống rượu, mặt đỏ bừng, vội thúc động Nguyên Anh nhanh chóng giải rượu. Hồng Quân nữ, Tần Sương, Hồng Quân, ngươi chính là nhi tử của Tần Vũ sao? Ngộ Không kinh ngạc kêu lên một tiếng. Nếu hắn là Hồng Quân thì việc học được kinh thiên côn pháp cũng không phải là điều ngạc nhiên. Tiên ma yêu giới đều biết sư phụ Ngộ Không chính là huynh đệ tốt của Tần Vũ. Đúng rồi, tên ta chính là Hồng Quân, Tần Sương cũng chính là ta. Ngươi có thể nói cho ta biết như thế nào mà ngươi biết được kinh thiên côn pháp không? Hồng Quân gật đầu cười. Giờ này cả tiên ma yêu giới đều biết hắn, Tôn Ngộ Không có biết như thế cũng không có gì là kỳ quái. Khó trách, khó trách. Ta sẽ nói cho ngươi biết như thế nào ta biết được kinh thiên côn pháp. Ngộ Không ha ha cười, nhìn kỹ Hồng Quân rồi chậm rãi nói: Ta học được kinh thiên côn pháp bởi vì sư tôn của ta chính là Hầu Phí. Là nhị thúc sao? Hồng Quân con mắt sáng ngời lập tức hỏi: Tôn huynh, sư phụ của huynh đang ở tiên ma yêu giới phải không? Đương nhiên là ở đây, không thì thế nào dạy ta được. Thế nhưng đã 500 năm trôi qua, ta cũng chưa gặp lại sư tôn. Tôn Ngộ Không thở dài, từ khi đi theo Hầu Phí, lần này là bọn hắn tách ra thời gian dài nhất. 500 năm ư? Lâm tiên tử,
Cuối cùng... Ánh mắt Hồng Quân bỗng trở nên ảm đạm. Nhị Thúc đã từng nói ông ta chỉ giết người, không thể cứu người. Tôn huynh, sư tôn của huynh bây giờ sống có thoải mái không? Hồng Quân cười nói, thoải mái, sư tôn cùng hai sư nương sống rất thống khoái, mà ta thấy ai trong các ngươi cũng gọi là huynh này huynh nọ, ta nghe chẳng quen tẹo nào. Ngộ Không ha ha cười, sau đó nét mặt tự nhiên nghiêm túc hẳn lên. Tiểu Quân, ngươi phải nói thật cho ta biết. Ta biết phụ thân của ngươi và sư tôn của ta có quan hệ rất mật thiết. Người chết thì cũng đã chết rồi, người sống thì phải cố sống cho thoải mái thôi. Ngộ Không khuyên bảo Hồng Quân. Đại bộ phận câu chuyện của Hồng Quân cũng như câu chuyện của hắn rất giống nhau. Mẫu thân thì cũng đã chết rồi, kẻ thù cũng chết. Cha hắn thì coi như bỏ đi, suốt ngày làm bạn với ma men, sống trong ảo tưởng quá khứ, chỉ nhớ về bóng dáng của người xưa. Chỉ biết uống rượu để tìm lại hình ảnh ngày xưa xinh đẹp. Thế nên quyết định của hắn là sống mạnh mẽ hơn cha mình, đầu đội trời, chân đạp đất. Yên tâm đi Ngộ Không, ta không sao đâu. Khi nào Nhị Thúc xuất hiện ở Tiên Ma Yêu Giới thì ta và huynh cùng đi thăm ông ấy. Hồng Quân ngước đầu lên, trông vẻ mặt không có gì buồn phiền cả, mỉm cười nhìn Ngộ Không nói, chúng ta đã ở Tiên Ma Yêu Giới 700 năm rồi, chàng người cùng sư tôn chắc bây giờ đang ở cùng nơi, họ còn bảo ta đến Tiên Ma Yêu Giới. Ai, chắc là có lý do. Bỗng nhiên nét mặt Ngộ Không trầm hẳn xuống, miệng lẩm bẩm, ai, thời gian trôi nhanh thật, thế mà đã 700 năm rồi. 700 năm trước, đó là thời gian mà ta muốn đi Tử Huyền Tinh. Như thế nào mà thời gian như vậy ta cũng không thể quên. Có lẽ cuộc sống của cha vẫn như xưa. Hồng Quân dùng sức lắc đầu, cuối cùng thì hắn cảm thấy trước mặt mình thật mờ mịt. Âu Nghiệp Vu chính là tông sư nổi tiếng về luyện khí tại Lôi Phạt Thành. Lôi Phạt Thành cũng không phải địa phương lạc hậu gì. Âu Nghiệp Vu cũng thường rời khỏi Lôi Phạt Thành để tìm các tài liệu dùng cho luyện khí. Hắn muốn chính mình luyện được một kiện Hồng Mông Linh Bảo nhất lưu. Không có bảo vệ của Lôi Phạt Thành, Âu Nghiệp Vu không biết rằng mình đã bị người khác theo dõi. 7 thế lực và 3 thế lực của phi thăng giả nhất tộc đều có lời mời Âu Nghiệp Vu làm tông sư cho họ, nhưng đều bị hắn nhất định từ chối. Sa Hầu Viên trở thành thiên tôn làm cho Âu Nghiệp Vu có một sự đả kích rất lớn. Hắn quyết tâm dựa vào năng lực của mình luyện chế được một kiện nhất phẩm Hồng Mông Linh Bảo. Trước tiên trở thành tượng thần, sau đó là tiến nhập vào cảnh giới thần vương. Đó là mục tiêu của hắn đang tiến tới. Khi cự tuyệt tất cả các lời mời, Âu Nghiệp Vu không biết rằng 8 thị tộc kia cùng với phi thăng giả tam đại thế lực sẽ không để cho hắn tồn tại như vậy. Sa Hầu Viên là tượng thần, cảnh giới là thiên tôn, Tần Vũ là tượng thần. Theo những thế lực không biết thì có thể đoán Tần Vũ mới là thần vương chi cảnh. Tất cả người ở Mê Vụ Thành đã được Tần Vũ đưa vào Tân Vũ Trụ. Tần Vũ và các thiên tôn không nói quan hệ của bọn họ cho ngoại nhân biết. Thế nên bên ngoài họ không biết rằng Tần Vũ đã vượt qua cấp bậc thiên tôn từ rất lâu rồi. Tượng thần đó là một cơn ác mộng đối với Đoan Mộc Thế Gia. Cũng may mắn là Đoan Mộc Ngọc có giao hảo tốt với Tần Vũ. Cũng vì Âu Nghiệp Vu có mâu thuẫn với Lôi Phạt Thành, nên đó cũng chính là lý do Lôi Phạt Thành mất đi cánh tay phải của mình. Hắn chỉ là một thượng bộ thiên thần, thế nhưng trong tay lại có đến 2 kiện Hồng Mông Linh Bảo. Âu Nghiệp Vu dù sao với các thế lực của thần giới đều có giao hảo, vì trước đến nay họ đều luyện chế rất nhiều thiên thần khí. Bề ngoài các gia tộc này luôn luôn nói rằng sẽ tôn trọng quyết định của Âu Nghiệp Vu, nhưng trong thực tế thì họ vẫn âm thầm phái cao thủ đi diệt trừ ẩn hoạn Âu Nghiệp Vu. Tại Tiên Ma Yêu Giới, Hoàng Phủ Tĩnh đã nhận ra người kia chính là thượng bộ thiên thần Âu Nghiệp Vu. Một trung bộ thiên thần chính là đầu đệ của ông ta. Hai thầy trò có mặt ở Tiên Ma Yêu Giới để đi tìm một loại tài liệu luyện khí cực kỳ hiếm có. Loại này chỉ ở Tiên Ma Yêu Giới mới có. Lăng Phi Thiên, Hoàng Minh, La Chí Tú đều là thượng bộ thiên thần. Họ được Tu La Thần Vương ra mặt lệnh, tuyệt đối không thể để cho Âu Nghiệp Vu rời khỏi Tiên Ma Yêu Giới. Thậm chí Tu La Thần Vương còn cấp cho họ một kiện nhị lưu Hồng Mông Linh Bảo, quyết tâm bắt Âu Nghiệp Vu phải chết tại đây. Chuyện hay đây, càng ngày càng náo nhiệt rồi. Sau khi Tôn Ngộ Không đi, Hầu Phí học theo Tần Vũ mang theo 2 lão bà đi du ngoạn khắp nơi trên Tiên Ma Yêu Giới. Khi Tu La Thần Vương phái 3 thượng bộ thiên thần đi ám sát Âu Nghiệp Vu đã bị Hầu Phí phát hiện ra. Tôn Ngộ Không mang theo bọn Hồng Quân 3 người quay trở lại tinh cầu mà hắn ngày xưa tu luyện, nhưng chưa kịp đi thì đã nhận được hình ảnh của Hầu Phí lưu lại. Qua hình ảnh, Hầu Phí phân phó Ngộ Không ở cùng với bọn Hồng Quân. Kinh Thiên Côn Pháp Hồng Quân đã linh hộ hết, nên 2 người ở cùng chỗ rèn luyện rất tốt.
Cuối cùng Hầu Phí cảnh cáo Hồng Quân nếu lần sau bỏ nhà đi, hắn sẽ có biện pháp xử lý. Ngộ Không, Nhị Thúc đã đi rồi, trước hết chúng ta sẽ ở cùng nhau. Sau này kinh thiên côn pháp ta sẽ giúp người lĩnh hội. Hồng Quân cười cười, đây là cơ hội để hắn có thể trêu chọc được tên gia hỏa Ngộ Không này. Hắn rời nhà đi trong một khoảng thời gian dài như vậy, lại bị đảo thối tu vi trở thành nhất cấp kim tiên, quả thật không có mặt mũi nào nhìn lại người thân. Được, Tiểu Quân, sau này ta và ngươi giống như hai huynh đệ, sẽ sáng tạo cho mình những phi vụ thật hoành tráng, ha ha. Không được gặp Hầu Phí, Ngộ Không cũng cảm thấy có mất mát, nhưng nhanh chóng hắn điều chỉnh trạng thái, cả người như thay đổi hào khí vô cùng. Hắn nói chuyện làm cho Hồng Quân hưng phấn vô cùng. Sai rồi Ngộ Không, huynh đệ chúng ta ba người, các ngươi định gạt ta ra ngoài hả? Cổ Bàn cười ha ha, đi nhanh tới trước mặt Hồng Quân và Ngộ Không. Chúng ta huynh đệ ba người. Cái gì mà huynh đệ ba người? Mấy tên gia hỏa các ngươi, sư phó đã cho ta đi cùng các ngươi, giờ các ngươi định cho ta ra rìa sao? Sau khi Ngộ Không xuất hiện, Phượng Hy đã rất buồn bực. Cổ Bàn và Hồng Quân chỉ vây quanh hắn, quên mất Phượng Hy. Được được, huynh đệ chúng ta bốn người, ba huynh đệ và một bà nương, he he, chúng ta cùng sáng tạo tương lai huy hoàng. Hồng Quân vì thái độ của mọi người mà hưng phấn he he cười to. Cũng trong lúc đó, Âu Nghiệp Vu đại sư, ta phụng mệnh đại nhân tới đây, hy vọng người có thể cho ta hồi đáp. Tại Không Tinh Hệ, yêu thú nhất tộc, La Chí Tú tìm được hai thầy trò Nghiệp Vu, nhưng hắn vẫn chưa ra tay, ngược lại còn đưa ra lời mời. La đại nhân, xin người chuyển lời tới Tu La Thần Vương bệ hạ. Âu Nghiệp Vu ta rất đa tạ thịnh tình của Tu La bệ hạ, nhưng ta đang trầm mê trong vụ luyện khí nên không thể giúp gì được. Âu Nghiệp Vu cười cười nói, đại sư, nếu ngài đã toàn tâm toàn ý vào sự nghiệp đột phá, tự nhiên thì chẳng bao lâu nữa thần giới sẽ lại xuất hiện thêm một tượng thần mới à. Hoàng Minh cười cười chắp tay nói, tạ ơn Hoàng đại nhân đã chúc. Cái ngày mà ta trở thành tân thượng thần sẽ là ngày ta đáp ứng yêu cầu của Tu La bệ hạ. Tốt, rất tốt. Thế nhưng chúng ta cần một tín vật của đại sư để có thể giao phó với Tu La bệ hạ. Hy vọng đại sư có thể đáp ứng. Lăng Phi Thiên hăng hắc cười nói, tín vật cho bệ hạ sao? Vậy tín vật gì vậy? Ông Nghiệp Phu cũng không biết mình có tín vật gì có thể trao cho Tu La thần vương. Tín vật đó chính là... La Chí Tú chậm rãi nói, rồi đột nhiên cười ha ha nói, chính là đầu của đại sư. Nói dứt lời, La Chí Tú đánh ra một kiện hồng mông linh bảo hướng Âu Nghiệp Vu bay tới. Sư tôn! Đồ đệ của Âu Nghiệp Vu thấy hành động của ba người, vì chúng che giấu quá tốt nên ngay từ đầu đến giờ vẫn không nhận ra mục đích chính của chúng. Đến tận cuối cùng chúng mới lộ ra sát khí, nhưng dù sao đồ đệ của Âu Nghiệp Vu cũng chú ý. Bảo bối trong tay La Chí Tú vừa bay ra thì gã đồ đệ này đã đứng ngay trước mặt sư phụ của mình. Linh bảo trực tiếp xuyên thấu thân thể đồ đệ của Âu Nghiệp Vu, bắn thẳng vào ông, nhưng lực công kích đã giảm đi đáng kể. Gã đồ đệ đã sử dụng thân thể của mình che chắn cho sư phụ, cho sư phụ của mình chút thời gian, quả là một hành động đáng khâm phục. Hồng bảo! Âu Nghiệp Vu hét lớn, thần khí trên người bị bay ra ba miếng nhỏ. Hắn vì mình mà luyện chế ra một kiện nhị lưu hồng mông linh bảo, nên trên người lão Vu không bị chút thương tổn nào. Một chân linh từ người của Hồng Bảo nhanh chóng bay ra phóng vào tay Âu Nghiệp Vu, rồi biến mất không thấy. Hồng Bảo chính là tên của gã đồ đệ đã lấy thân mình che chắn cho sư phụ. Âu Nghiệp Vu mới thu đồ đệ này được mấy ngàn ức năm. Hồng Bảo đi theo Âu Nghiệp Vu luyện khí, ông cũng xem Hồng Bảo như là con của mình vậy. Mọi người cẩn thận, tốc chiến tốc thắng! La Chí Tú hô lớn, cả ba người đồng loạt nhằm Âu Nghiệp Vu đánh tới. Bang một tiếng, một kiện thiên thần khí đánh thẳng vào người Âu Nghiệp Vu, bị chiến y đàn hồi nên chỉ khiến Âu Nghiệp Vu lùi lại hơn ngàn thước. Chiến y trên người hắn cũng là linh bảo, La đại nhân, ngài chủ công, chúng tôi kiềm chế hắn. Lăng Phi Thiên kêu lớn, vừa rồi thiên thần khí của hắn đánh vào chiến y của Âu Nghiệp Vu, nhưng không gây ra cho chiến y một mảy may hư tổn nào. Điều đó chứng tỏ rằng kiện chiến y trên người ông ta chính là nhị lưu hồng mông linh bảo. Xung quanh không gian bị ba thiên thần tọa chấn, Âu Nghiệp Vu căn bản không thể thuấn di chạy trốn. Ông chỉ còn biết đánh bừa cùng ba thượng bộ thiên thần quyết tử. Hơn nữa bọn La Chí Tú còn có một kiện nhị lưu hồng mông linh bảo. Âu Nghiệp Vu chỉ còn con đường chết. Đã bao nhiêu năm Âu lão sư chú trọng vào luyện khí nên lực chiến đấu đã giảm đi rất nhiều. Nếu không có linh bảo chiến y hộ thân, có lẽ giờ này lão đã gặp bất chắc.
ba vị thiên thần đã động thủ, tuyệt không muốn để cho Âu Nghiệp Vu chạy thoát. Nếu không, trở về cũng không có cách gì ăn nói với Tu La Thần Vương. Một người vừa đánh vừa chạy, ba người vừa đánh vừa đuổi. Trong chốc lát đã chạy được nửa tinh hệ, vô số tinh cầu gặp tai ương. Trong số tinh cầu đó cũng có những tinh cầu có yêu thú sinh sống, và kết quả là bọn họ cũng chịu hậu quả như những tinh cầu kia. Uỳnh uỳnh, linh bảo va vào nhau tạo nên âm thanh khủng khiếp vang vọng khắp tinh hệ. Ngay cả tinh hệ bên cạnh có người cũng nghe được. Vô số yêu thú hoảng sợ, không rõ xảy ra chuyện gì, không biết cái gì tạo ra âm thanh khủng khiếp như vậy. Nhóm Ngộ Không bốn người đang tu luyện cũng nghe được âm thanh này. Bọn họ đang ở tinh hệ bên cạnh nên cũng nghe được những âm thanh này, khiến tất cả đều chấn động. Xảy ra chuyện gì vậy? Làm sao mà âm thanh kinh khủng như vậy? Ngộ Không nhíu mày nhìn xa xôi vào tinh không. Hẳn là những cao thủ đang đánh nhau, hơn nữa còn là cao thủ của thần giới. Hồng Quân nhíu mày, hắn đã sống ở thần giới nên những trường hợp này hắn biết quá rõ. Những âm thanh, sự chấn động này tuyệt đối không thể là do các tiên đế có khả năng gây ra được. Đi, chúng ta đi xem. Hồng Quân suy nghĩ một chút rồi nói. Hồng Quân, đây là những thần giới cao thủ giao chiến, hay là chúng ta không đi? Cổ Bàn tưởng tượng ra những cao thủ thần giới đại chiến, hắn cũng không thể tưởng tượng ra nổi. Hắn chỉ sợ khi lại gần thì sẽ gặp nguy hiểm. Sợ cái gì? Thần giới cao thủ đại chiến ta còn chưa từng xem qua. Chúng ta đứng xa quan chiến chắc cũng không xảy ra vấn đề gì đâu. Ngộ Không ha ha cười, lôi kéo Hồng Quân bay đi. Phượng Hy cùng Cổ Bàn chỉ còn biết cười khổ rồi bay theo. Không chỉ có bốn người, yêu giới còn có rất nhiều cao thủ cấp đế cũng đi quan chiến. Họ muốn biết nhân vật nào có thể gây nên những chấn động đến như vậy. Âu Nghiệp Vu đã bị thương, ba thiên thần vẫn đuổi theo quyết không tha. Hướng mà lão chạy cũng chính là hướng mà bọn Hồng Quân đang bay tới. Hồng Quân bốn người hoàn toàn không thấy rõ có một bóng người đang lướt tới phía họ, chẳng mấy chốc đã xuất hiện trước mặt họ. Theo sát nhân ảnh người này là một đạo ngân quang. Phía sau đạo ngân quang này qua đi, không gian nhanh chóng bị nghiền nát tan tành, trực tiếp lao thẳng về phía Hồng Quân. Oanh một tiếng, hai kiện linh bảo va vào nhau, không gian tiên ma yêu giới căn bản không chịu được, xuất hiện một vết rách không gian đen ngòm. Người đang chạy trốn chính là Âu Nghiệp Vu. Không gian băng toái không hút được hắn vào trong. Thế nhưng những người đang đứng trước mặt là bọn Hồng Quân thì không có cách gì cưỡng nổi, bị hút ngay vào đó. Mấy tên tiểu tử này muốn chết sao? Hầu Phí sắc mặt thay đổi, kéo theo hai lão bà của mình biến mất. Lập Nhi, chúng ta đi. Tại Tử Huyền Phủ, Tần Vũ không kịp giải thích cho Khương Lập, lập tức kéo theo Khương Lập biến mất. Khe nứt không gian đen tối đó trở thành vật cản đường của Âu Nghiệp Vu. Ba người nhanh chóng xông tới. Đối với bốn người bị không gian đó nuốt vào, cả ba tên đều không thèm ngó ngàng tới. Bởi vì trong mắt bọn họ, con người hạ giới cũng giống như lũ kiến mà thôi. Có giết hay không giết, chết hay không chết cũng không phải là vấn đề của họ. Lũ khốn kiếp! Một âm thanh vang rền gầm lên, ba tên tu la giới và Âu Nghiệp Vu đều cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Khi tri giác không còn biết gì nữa thì bỗng đâu xuất hiện năm bóng người. Cả năm người này đều xuất hiện giống nhau ở một điểm, là không có một tiếng động gì cả. Tần Vũ ư? Âu Nghiệp Vu cả kinh kêu lên. Hắn đã nhận ra Tần Vũ, trong lòng cũng không ngừng tự hỏi mình là tại sao Tần Vũ lại xuất hiện ở đây. Âu Nghiệp Vu đại sư, đã lâu không gặp. Tần Vũ cười nói. Không gian bị xé rách rất nguy hiểm, ngay cả thần vương cũng không dám khẳng định có thể tiến vào an toàn. Bốn người bị hút vào đó quả thật là cực kỳ nguy hiểm. Tần Vũ vội vàng phát động vũ trụ lực, bốn người bọn Hồng Quân nhanh chóng được đưa sang một không gian khác an toàn. Tần Vũ đại nhân, Khương Lập đại nhân, Hầu Phí đại nhân. La Chí Tú nhận ra vợ chồng Tần Vũ và Hầu Phí thì nhanh chóng đến bái phỏng. Tên khốn kiếp này, ngươi có biết thiếu chút nữa là giết chết nhi tử của đại ca và đồ đệ ta không? Hầu Phí nổi khùng nói. Ngay lập tức hắn nhận được truyền âm của Hồng Quân rằng bọn Hồng Quân không sao. Hầu Phí đại nhân, quả thực ta không biết đó là đồ đệ của ngài, lại càng không biết trong đó có nhi tử của Tần Vũ đại nhân. La Chí Tú sợ hãi đáp. Hắn biết trước đây Hầu Phí từng là đồ đệ của Tu La Thần Vương. Hắn là một thượng bộ thiên thần cực kỳ cuồng bạo. Điều đáng sợ hơn là có thể hắn đã đột phá thượng bộ thiên thần lĩnh vực. Về phần Tần Vũ thì ngay cả Tu La Thần Vương cũng không dám trêu vào. Hắn chỉ là một thượng bộ thiên thần nho nhỏ, tư cách để nói chuyện cũng không có. La Chí Tú trong lòng ảo não, đang đuổi giết Âu Nghiệp Vu, đến đoạn kết lại gặp đám người khó đối phó này. Thật không biết điều, có tin Hầu gia ta cho các ngươi một bóng chết quách đi không hả?
Dám nói cái gì là không biết, không biết hả? Hầu Phí chém ra một bổng, dọa đánh khiến cho ba người bọn La Chi Tú sợ hãi. Được rồi, Hầu Phí, để đừng dọa họ nữa. Tần Vũ cười cười, quay lại nói với La Chi Tú. Các ngươi về nói cho La Phàm, Âu Nghiệp Vu là đại sư luyện khí. Ta, Tần Vũ, muốn hắn có sự tôn trọng với Âu Nghiệp Vu đại sư, không phải là bức hại đại sư. Tần Vũ nhẹ nhàng phất tay, ba người bọn La Chi Tú biến mất ngay khỏi Tiên Ma Yêu Giới, xuất hiện ngay ở Tu La Hải. Âu Nghiệp Vu đại sư, người biết tài liệu kia ở đâu đúng không? Không biết người có nguyện ý đi theo ta hay không? Khương Lập cũng đã biết được tình hình xảy ra nên mỉm cười nói. Khương Lập thần vương, tài liệu đối với ta là một chuyện cực kỳ trọng yếu, không biết ta có thể có một thỉnh cầu được không? Khương Lập chính là sinh mạng thần vương, chân linh của Hồng Bảo đang được Nghiệp Vu bảo vệ. Khi thấy Khương Lập xuất hiện, Âu Nghiệp Vu trong lòng dấy lên một trận kích động. Âu Nghiệp Vu không biết những người trước mắt có ít nhất 3 người có thể làm cho đồ đệ hắn sống lại. Đồng ý với ta, ta sẽ mang đến cho ngươi một người, một đồ đệ mới. Khương Lập mỉm cười, bàn tay vung lên, một chân linh màu trắng nhanh chóng bay vào tay Khương Lập. Chân linh đang hoang mang, nhưng khi được Khương Lập tiếp nhận thì cảm thấy sự sống đang dần dần trở lại. Nét mặt Khương Lập an tĩnh, im lặng, nhắm mắt mang theo một tia mỉm cười. Tần Vũ, Khương Lập muội muội. Một âm thanh nhẹ nhàng vang lên, cuối cùng Hoàng Phủ Tĩnh cũng đã xuất hiện. Cuộc chiến vừa nãy nàng cũng biết, mặc dù cũng thấy hành vi vô sỉ của bọn La Chí Tú, nhưng nàng cũng không quản những việc không liên quan gì đến mình. Chỉ khi thấy bọn Hồng Quân bị cuốn vào khe nứt không gian thì nàng mới vội vàng bay tới. Khi nàng tới nơi đã thấy Tần Vũ và Khương Lập đã xuất hiện tại đây. Tần Vũ, Khương Lập, Hầu Phí đều vượt qua thiên thần chi cảnh nên thần thức của Hoàng Phủ Tĩnh cũng không phát hiện được mấy người. Chỉ có từ họ mới biết được. Vừa rồi thời gian rất ngắn, thật khó để quyết định tới hay không tới nơi này. Nhưng cuối cùng Hoàng Phủ Tĩnh quyết định sẽ tới đây, vì dù gì được gặp Tần Vũ một lần sau từng đấy năm cũng tốt. Tĩnh công chúa, lâu lắm rồi không gặp, không nghĩ tới Tiên Ma Yêu Giới lại gặp được nàng. Tần Vũ cười, nhưng trong tiếng cười có chút xấu hổ. Tất cả mọi người đều biết Hoàng Phủ Tĩnh đối với Tần Vũ nhất mực si tình, đặc biệt Hầu Phí tay ôm hai lão bà của mình ha ha cười. Tĩnh tỷ tỷ, không có nghĩ là sẽ gặp lại tỷ. Khương Lập thu lấy chân linh của Hồng Bảo, quay qua Hoàng Phủ Tĩnh cười nói, dùng chân linh để sống lại thần nhân thì Khương Lập chưa từng thử qua. Nàng đang định đi hỏi Tả Thu Mi thần vương thì gặp lại Hoàng Phủ Tĩnh. Khương Lập muội muội, gặp được muội tỷ cũng rất vui. Hoàng Phủ Tĩnh cố nở ra một nụ cười. Đại ca, cẩn thận không đến khi về nhà tỷ tỷ không thèm để ý đến huynh nữa đâu. Hầu Phí hăng hắc cười, truyền âm cho Tần Vũ. Ngay lập tức Tần Vũ liếc qua, trừng mắt lên. Phí Phí, đệ du ngoạn đã lâu, hôm nay cũng theo chúng ta đi về thôi. Tiểu Hắc cũng nói qua vài lần, hắn không còn ai để đối chiêu cả. Tần Vũ lại cười ha ha. Sau đó hắn quay lại Hồng Vân và Tử Hà nói, hai tên tiểu tử kia bây giờ sắp độ thần kiếp rồi, bọn nó ngày nào cũng hỏi tại sao bố mẹ đi lâu như thế mà vẫn chưa về. Tần Vũ vừa nói xong, Hồng Vân cùng Tử Hà sắc mặt thay đổi, đồng thời cùng nhau vùi dập Hầu Phí. Đã đi lâu như vậy, bọn họ thực sự cũng muốn được gặp những đứa con của mình. Đại ca, huynh điên rồi ư? Dưới tình huống này thì Hầu Phí tuyệt đối không có ý kiến gì cả, chỉ còn cách là theo Tần Vũ về Tân Vũ Trụ. Tần Vũ không để ý đến Hầu Phí truyền âm, quay qua Âu Nghiệp Vu nói, đại sư, ở lại thần giới ta e người lại gặp nguy hiểm nữa thôi. Từ câu chuyện của Sa Hầu tiền bối và ta, tám đại thế lực cùng phi thăng giả thế lực sẽ không thể để cho xuất hiện một tượng thần mới nữa đâu, chỉ bằng ông hãy đi theo chúng ta thôi. Được Tần Vũ nói ra, Âu Nghiệp Vu rốt cuộc cũng hiểu được tại sao Tu La thần vương lại cho người đi giết ông ta. Nếu không có Tần Vũ hôm nay xuất hiện tại đây, có lẽ từ hôm nay trở đi trên thần giới sẽ không bao giờ có xuất hiện thầy trò bọn họ. Đa tạ Tần Vũ đại nhân, có lẽ ta cũng phải tìm một nơi nào đó an tâm mà tu luyện thôi. Nghĩ thông suốt, ông Nghiệp Vu mặc dù thương tâm nhưng cũng không còn lựa chọn nào khác. Thần giới các thế lực đều muốn giết ông ta, mà ông ta chỉ một mực muốn theo đuổi con đường luyện khí, chỉ có thể phụ thuộc vào Tần Vũ trở thành thuộc hạ của hắn mới có hoàn cảnh tốt, lại có thể cùng Tần Vũ luận đàm về luyện khí, quả là một chuyện quá tốt. Tĩnh tỷ tỷ, hãy cùng chúng ta đi xem thế giới của Tần Vũ có được không? Khương Lập hướng về phía Hoàng Phủ Tĩnh đưa ra lời mời. Hoàng Phủ Tĩnh con mắt sáng ngời quay qua nhìn Tần Vũ, chỉ thấy hắn mỉm cười chứ tuyệt đối không nói một câu gì. Khương Lập muội muội, cảm ơn vì lời mời của muội,
nhưng tại Tiên Ma yêu giới, ta còn đang có việc, sau này ta sẽ đến thăm các ngươi sau. Vẻ mặt của Hoàng Phủ Tĩnh ảm đạm hẳn đi. Vừa nói xong, nàng không đợi Khương Lập trả lời, liền thuấn di rời đi. Vũ ca, huynh không nên đối với Tĩnh tỷ tỷ như vậy. Khương Lập bất mãn với thái độ của Tần Vũ với Hoàng Phủ Tĩnh, có chút tức giận nói: Lập nhi, không cho Tĩnh công chúa đi cùng cũng là chuyện tốt mà, chỉ sợ nếu nàng ta đi cùng chỉ thuốc thêm phiền não mà thôi. Tần Vũ thân là trưởng khống giả vũ trụ, nhưng đối với tư tình của con người thì không có ai giống ai. Hoàng Phủ Tĩnh có tình ý với hắn, hắn biết, nhưng trái tim hắn đã trao trọn vẹn cho Khương Lập, nên không thể phân ra một chút nào dành cho người khác được. Tiểu Quân, nơi này là đâu vậy? Ta cũng không biết, không biết đây là nơi nào, cũng chẳng biết ai mà hỏi nữa. Bốn người xuất hiện ở một không gian xa lạ, cả bốn người đều có một thái độ là lạ lẫm. Những tinh cầu ở đây phi thường cổ quái, mỗi tinh cầu đều vần quanh họ mà phát ra ánh trăng. Ánh trăng xuất hiện ở phần lớn các tinh cầu, so với ánh trăng mà trước đây họ từng gặp thì thứ ánh sáng này sáng hơn rất nhiều. Bốn người phải mất 3 tháng để tìm được một tinh cầu, tiến vào trong. Không khí ở tinh cầu này phiêu lãng một thứ mùi giống như máu tươi, bầu trời cũng có màu đỏ sậm. Cho dù tại ma giới, họ cũng chưa từng gặp qua loại tinh cầu này. Tu La giới cùng Tiên Ma yêu giới là một không gian. Thần giới Tu La Thần Vương chính là phi thăng từ không gian này. Tại Tu La giới không có tiên nhân, yêu thú hay tu Phật tồn tại. Ở đây chỉ có hai chủng tộc sinh sống, đó là những người tu luyện Tu La Ma đạo phi thăng và cư dân vốn có của tinh cầu này. Truyền thuyết có nói, cương thi nhất tộc bị nguyền rủa, hàng năm hai đại chủng tộc này xảy ra chinh chiến, nên không gian này luôn luôn có mùi huyết tinh như vậy. Hồng Quân bốn người bị Tần Vũ dùng vũ trụ lực tống thẳng đến đây. Đây chính là Tu La giới cương thi nhất tộc. Trên tinh cầu này có khoảng 100 vạn cương thi sinh sống. Cương thi nhất tộc trong truyền thuyết là một bộ tộc bị nguyền rủa. Cương thi tồn tại được là nhờ hấp huyết, chỉ trừ một số cương thi cao cấp ở ngoài mà thôi. Từ khi Tu La giới xuất hiện đến nay, cương thi nhất tộc đều sống ở chỗ này. Không biết đã bao nhiêu năm, nhưng chưa từng có một cương thi có thể phi thăng thần giới. Đạt tới một tầng nhất định, cứ vài nghìn năm thì lại xuất hiện lôi phạt. Sau khi lôi phạt qua thì khả năng sống chỉ còn một nửa, chỉ còn cách tiếp tục khổ tu. Nếu chịu không được thì lôi phạt lần sau sẽ là ngày tử, hồn phi phách tán. Cương thi khả năng sinh sản rất thấp, mỗi một đôi vợ chồng chỉ có thể sinh được một đứa nhỏ. Tại cương thi nhất tộc có một công năng, đó chính là hậu tập. Cũng nhờ công năng này mà sau bao nhiêu năm chinh chiến, cương thi nhất tộc mới không bị tiêu diệt hoàn toàn. Bây giờ cương thi nhất tộc đại bộ phận là hậu tập, những cương thi thuần chủng thì không còn nhiều. Cấp bậc cương thi được phân theo màu sắc con mắt: bạch, hắc, hoàng, lam, lục. Các cương thi khác thì phải hấp huyết để sinh tồn. Lục nhãn cương thi tương đương đại khái tương đương với Tiên Ma yêu giới cấp 5, cấp 9 kim tiên. Hồng tử, ngân là cao cấp cương thi. Hồng nhãn cương thi có thể được xưng là thi vương. Ngân nhãn cương thi là thi hoàng. Hồng nhãn cương thi tương đương với đế cấp từ 1 đến 3. Tử nhãn cương thi tương đương với đế cấp từ 4 đến 7. Ngân nhãn cương thi tương đương với đế cấp từ 8 đến 9 đế cấp. Về phần kim nhãn cương thi thì thuộc vào siêu việt đế cấp, nhưng cứ ngàn năm lại gặp lôi phạt, nên đa số họ đều lánh đời, không màng tế sự, chỉ chuyên tâm đi tu luyện. Cả Tu La giới cương thi nhất tộc chiếm 4 phần lãnh thổ. Hơn nữa đây đều là những phần đen tối của tinh cầu, nhưng đối với họ cũng có một chỗ tốt: vũ trụ năng lượng hóa thành nguyệt năng để bọn họ hấp thu chuyển đổi thành huyết năng. Mặt khác, ở lãnh địa này đều là người tu ma. Tu La giới không gian rất kỳ quái, tất cả nhân gian giới đều tu ma, những người tu luyện lên đến đây đều phải tu ma. Người tu ma xuất hiện sau khi phi thăng đã có bất đồng với cương thi nhất tộc, chính vì thế cuộc chiến vẫn diễn ra không ngừng. Trong mắt cương thi thì người tu ma như là thức ăn của họ. Người tu ma thường xuyên giết hại đồng loại, hấp thu nguyên anh. Nhưng cương thi lại không có nguyên anh mà lại chiếm rất nhiều diện tích, nên cuộc chiến diễn ra là một điều không thể tránh khỏi. Tu La giới từ khi có kỳ tài La Phàm thì cuộc chiến càng trở nên cam go. Cho dù là Tu La La Phàm hay cương thi hoàng giả đều chỉ có một mục đích duy nhất: đối phương vĩnh viễn biến mất. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, câu chuyện của chúng ta hôm nay tạm thời kết thúc tại đây. Mời quý vị và các bạn hãy dõi theo diễn biến của câu chuyện trong các video sắp tới. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.